Xin kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả của Đài Việt Media, quý độc giả của Vận Hội Mới cùng toàn thể quý khán thính giả. Chúng tôi là bác sĩ Nguyễn Trọng Việt, là rất hân hạnh được quay trở lại để hồi chuyện cùng quý vị trong chương trình hội luận vấn đề cần quan tâm. Và kính thưa quý khán thính giả, hai vị khách quen thuộc mà chúng tôi mời để cùng tham dự với chúng tôi trong chương trình này, đó là tiến sĩ Đinh Xuân Quân và bình luận gia Nguyễn Kim Bình. Xin chào hai anh và xin anh gửi lời chào. Và xin kính chào quý khán thính giả của Việt Media và xin chào anh Bình và anh Việt. Chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, nội dung của chương trình hôm nay để tiện cho quý khán giả có thể theo dõi, nó sẽ gồm có 3 phần. Và cái phần đầu tiên và dài nhất, đó là cái phần mà chúng ta muốn đề cập đến liên quan tới cái sự xung đột ở tại Ukraine qua cái cuộc chiến xâm lăng của Nga, của Putin thì đúng hơn. Và trong tuần lễ vừa qua, nó đã có thêm một số những cái chuyển động quan trọng liên quan tới cái tình hình về mặt quân sự. Và đồng thời, đối với là Putin thì ngay ở trong nước Nga nó cũng đã có một số những cái vấn đề khiến cho Putin chắc hẳn cũng phải nhức đầu về cái việc này. Và sau cùng chúng ta sẽ thử bàn đến xem là trước cái tình thế mà Putin đã tiếp tục bước tới và đi vào tử lộ thì ông ta có thể quyết định ra sao? Cái chìa khóa sau cùng mà ông ta còn có thể cầm được để có thể tống tiền thế giới, đó là cái vũ khí nguyên tử. Và cái việc này thì trong nhiều ngày vừa qua đã có rất nhiều những cái quan tâm cũng như là cái sự lên tiếng phân tích của rất nhiều các nhà quan sát cũng như là các học giả. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ đề cập tới là liệu chuyện đó nó sẽ xảy ra, nếu có nó sẽ xảy ra như thế nào, trong những kịch bản ra sao. Và sau đó, kính thưa quý khán giả, chúng tôi sẽ nói về một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên được triệu tập ở tại Hoa Thịnh Đốn giữa chính phủ Hoa Kỳ, đó là Tổng thống Biden, cùng với lại 14 quốc gia ở trong các cái đảo quốc ở tại châu Á Thái Bình Dương, nó gọi là đảo quốc Thái Bình Dương. Cái việc này trong mấy ngày vừa qua nó đã bị khỏa lấp bởi những cái tin tức nóng đến từ Ukraine, và vì vậy cho đến hôm nay chúng tôi muốn đem ra để bàn, để mà cống hiến quý khán giả. Nó có một cái tầm quan trọng của nó và chúng ta cần cũng nhìn vào nó để xem chuyện gì đang xảy ra ở tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Và cũng như thế, để tạo được cái sự quan tâm của thế giới chăng, thì cái anh chí phèo Kim Jong-un của Bắc Hàn đó trong thời gian vừa qua đã bắn rất nhiều hỏa tiễn mở đóng ngoặc kép, được gọi là thử. Và cái việc này nó đã vi phạm tất cả những cái lệnh của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và hơn thế nữa, cái việc này nó lại tiếp tục leo thang trong mấy ngày vừa qua. Và chúng ta sẽ tìm hiểu một lần nữa chuyện gì đang xảy ra ở tại Bắc Hàn. Liệu cái việc này nó có thể đi được bao xa? Và Kim Jong-un, anh ta muốn gì ngày hôm nay? Đấy là nội dung tóm tắt mà chúng tôi muốn được chia sẻ đến quý khán giả trước khi chúng ta bắt đầu. Và bây giờ, xin quay trở lại cái tình hình ở tại Ukraine. Trước tiên, chúng ta sẽ nói đến là cái tình hình chiến sự quân đội của Ukraine đã gặt hái được những thành quả quan trọng nào trong hơn một tuần lễ vừa qua. Và nếu cho đúng hơn, mà nó là kỳ đầu tháng 9 vừa rồi. Và bên cạnh đó thì cái phản ứng của Putin trước sự việc đó, khi mà thua chạy, quân đội thua chạy ở tất cả các nơi đó, anh ta đã làm gì ở trong nước, chúng ta đã biết đến rồi. Đó là cái việc trưng binh bán phần và cũng như là sáp nhập các cái vùng lãnh thổ của Ukraine vào trong nước Nga. Đến đây, liệu có phải là cái giải quyết của Putin chăng? Ông có đạt được tất cả những cái điều đó không? Và như vậy, chuyện gì sẽ còn lại nếu mà quân đội của Ukraine vẫn tiếp tục giải phóng những phần còn lại của đất nước mình? Đấy là cái phần mà chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị. Và để bắt đầu nói về cái tin tức chiến sự trong một tuần lễ, 2 tuần lễ vừa qua, trước tiên tôi xin mời anh Bình có thể tóm tắt để cho quý khán giả được biết rõ là cho đến ngày hôm nay thì cái tình hình ở miền Đông, tức là vùng Donbass, cũng như là phía Nam, tức là cái vùng Kherson đó, nó như thế nào thưa anh? Trong tuần vừa rồi thì nó có hai cái biến động lớn, hai cái biến cố lớn. Ở mặt trận miền Đông thì sau cái trận chiến, sau khi đã chiếm lại được Izium, trong 2 tuần vừa rồi quân Ukraine họ đã bao vây vào một cái cứ điểm quan trọng của Nga nữa, đó là thành phố Lyman. Nên trong 2 tuần vừa rồi họ đã tiến từ Izium đi đến Lyman.
và sau khi bao vây, nhưng mà bên Nga giờ đến giờ chót có đường rút để không có bị tiêu diệt, thì họ đã rút khỏi thành phố Lyman trong cuối tuần vừa rồi, bỏ hầu hết vũ khí hàng nặng, xe tăng được bỏ trở lại hết, mà quân đội Nga thì rút ra được. Thì bên Ukraine đã giải phóng được thành thêm thành phố Lyman, và bây giờ bên phía Đông Bắc á, thì lực lượng Ukraine bây giờ đã đến sát biên giới của tỉnh Luhansk. Đấy, cái mặt trận bên này thì tạm thời nó ổn định tới đây, ở phía dưới là phố Lyman. Và qua đến ngày thứ hai, trong lúc mà quân đội Nga đang tập trung để mà đối phó với cái mặt trận ở miền Đông á, thì trong 2 tuần vừa rồi bên Ukraine họ cũng chuẩn bị cho cái trận chiến ở Kherson, cho nên trong 4 ngày vừa rồi thì họ bắt đầu cái đẩy mạnh cái cuộc phản công ở miền Nam nữa. Cho nên hiện giờ cái tình hình của Nga hiện giờ là phải đối phó với 2 mặt trận cùng lúc, và bên Ukraine á, thì với sự cố vấn của các cố vấn quân sự của Mỹ nữa, họ đánh giống như là một võ sĩ quyền Anh, cứ nhử nhấp bên này đánh bên kia, mà nhấp bên kia đánh bên này. Cho nên bên phía Nga không có biết được cái mũi nhọn chính ở đâu. Trong tuần này thì đó là thành phố Kherson, và nếu mà Nga, quân đội của Nga ở Kherson bây giờ đang bị cái vấn đề rất lớn là cái mặt trận đã bị vỡ, nó bị lũng ngay phía trên. Quân đội của Ukraine họ đang tiến dần theo cái bờ sông Dnipro, và mỗi lần họ tiến tới đâu á là họ kiểm soát cái bờ sông này đó, tức là quân Nga không còn cơ hội mà băng qua sông ở cái điểm đó nữa. Thì cái điểm kế tiếp mà bên Ukraine đang nhắm vô là thành phố Nova Kakhovka, vì ở đây nó có một cái cầu quan trọng. Nếu họ chiếm được thành phố này thì chỉ còn lại một cái cầu duy nhất ở sát bên ở ngoài ô Kherson để mà băng qua sông thôi, và cái cầu đó, cái cầu Antonovsky đó, thì nó đã bị pháo kích liên tục từ 2 tháng nay. Cho nên nếu mất thành phố Nova Kakhovka này thì bên phía Nga phải chuẩn bị bay qua, cuốc qua sông liền, chứ còn không thì cả một quân đoàn sẽ không có, nếu bị bao vây không có cơ hội để qua sông thì sẽ bị tiêu diệt. Thì đó là vấn đề của Nga. Cảm ơn cái phần tóm tắt. Tôi cho rằng là khá rõ nét để cho quý khán giả có thể nhìn thấy được là cái bước tiến của quân đội Ukraine như thế nào, và hẳn nó đã gặt hái được rất nhiều những thành quả tốt đẹp. Xin mời anh Quân cho biết là cái thành phố Lyman đó mà chúng ta vừa mới nghe nói tới đó, nó quan trọng như thế nào mà khiến cho sau khi mất nó đã gây ra một cái chấn động lớn ngay cả trong hàng ngũ quân đội của Nga, cũng ngay cả ở tại nước Nga. Xin mời anh. Vì biết Liman hồi xưa tới giờ đó là các cái đường dây xe lửa đó là do phía đi từ miền Bắc xuống miền Nam, và khi đi từ miền Bắc xuống miền Nam á, đó là cái đường mà quân đội Nga tiếp tế họ sử dụng rất là nhiều đường dây xe lửa, và vì vậy đó cái hướng đi là từ phía Bắc xuống Nam, nghĩa là từ Nga xuống Liman đó, thì là bây giờ đó khi quân đội mà Ukraine họ chiếm được cái này đó, nghĩa là họ biết luôn tiếp tế của Nga trong cái vùng Luhansk và cái vùng Donetsk nữa. Đó, tại sao nó quan trọng là vì vấn đề Liman đấy chỉ là một cái nhỏ thôi, một cái tỉnh nhỏ thôi, nhưng mà vì vấn đề về vấn đề hậu cần và tiếp tế đó thì nó là rất là lớn và rất là quan trọng. Để dĩ nhiên là quý vị thấy là cũng như Izium thì quân đội Ukraine đã tìm thấy nhiều cái là cái chỗ mà cái cách mà người Nga họ sống trong đó, và họ đã gây nhiều cái là tội phạm, mình phải nói là vì là vấn đề đấy. Người ta tìm thấy nhiều chỗ chôn tập thể nữa, không phải chỉ có Izium không mà ở Liman cũng có nữa. Đó là một cái. Thứ hai nữa là họ không dừng chân ở đó, cái quan trọng là họ không dừng chân ở đó. Mà tại sao mà bây giờ là họ dượt, mình phải nói là mình phải dùng cái chữ họ dượt quân đội Nga chạy đó, mà chạy không kịp về phía, vì vậy là họ tiến quân về Donetsk, một phía hướng phía về Donetsk nghĩa là về phía miền Nam, và một hướng đó là họ trở ngược lên miền Bắc nghĩa là vào tỉnh Luhansk. Cái này đó là một cái mà gọi là đòn chính trị rất là hay, là tại vì cách đây chưa tới một tuần đó là tổng thống nghĩa là Putin đã sát nhập tỉnh Luhansk, tỉnh Donetsk, tỉnh Zaporizhia và Kherson.
và chưa dứt cái mực mực chưa khô đó thì đã bị phải chạy, và lúc đó nó cho thấy là không, cả thế giới đều thấy là Nga đã sát nhập bốn cái tỉnh này, chưa kiểm soát được mà đã dám sát nhập, thì đây nó là một cái trò cười cho cả thế giới. Và không những trò cười cho tất cả thế giới mà nó độc hơn nhất đó là bây giờ tại Trung Quốc, Tổng thống Putin có tiếng là con ngỗng nghĩa là con ngỗng mà thì là nghĩa là họ chê ông này là quá dở, một nghĩa là không làm cái gì việc gì nó xong hồn hết. Mà đừng có quên đó, là khi báo chí của Trung Quốc là dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản, khi mà những cái tin này mà nó đưa ra đó nghĩa là Trung Quốc không đánh giá quân đội Nga rất cao một chút nào hết, và mặc dù họ không nghĩa là công kích hay là họ nghĩa là chửi bới gì Nga ấy về vấn đề chiếm mấy cái tỉnh này đó, nhưng mà chính ông ngoại trưởng của Vương Nghị cũng tại Liên Hợp Quốc nói là chúng tôi ủng hộ vấn đề nghĩa là một nước Ukraine trong những cái nghĩa là được công nhận, được thế giới công nhận, và trong những cái là thế nghĩa là mức nghĩa là rõ ràng của Liên Hợp Quốc công nhận. Như vậy là họ không công nhận mấy cái tỉnh đó, thì quý vị cũng biết là không những chỉ có là Trung Quốc không chịu công nhận bốn cái tỉnh mà được sáp nhập vào, mà bây giờ là cả Iran rồi cả Thổ Nhĩ Kỳ họ đi hàng hai, họ bán súng ống cho Nga, nhưng mà họ vẫn không công nhận là cái việc mà Nga sáp nhập bốn tỉnh của Ukraine vào nước Nga. Thì ở đây đó, vì thua, chiến trường thua, thì do đó là quý vị thấy nước Nga bây giờ là không biết người ta đánh dấu, anh đánh giá quân đội Nga ra sao, nhưng mà tôi chắc chắn là không phải quân đội số 2 trên thế giới nữa. Một cái điều thứ hai đó là chúng ta khán thính giả đó, nếu mà khán thính giả coi Twitter hay là coi những cái YouTube của Ukraine hay là của các nước khác như là Ba Lan, hay là của những cái YouTube của Ba Lan hay là những YouTube của Anh đó, thì quý vị thấy ở vùng phía Nam đó, ở phía Nam đó thì là ở vùng Kherson đó, thì là quân đội Ukraine toàn là sử dụng khí giới của Tây phương, từ chiến xa nghĩa là thiết vận xa M113 này, Việt Nam mình là thuộc bài lắm, nhìn thấy là biết ngay đó là một. Hai là từ những cái súng máy hay là từ những cái xe mà bọc thép đó mà chở lính á, thiết vận xa mà chở lính mà kiểu mới đó, toàn là vũ khí của Tây phương. Nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy là trong cái việc này đó, trong khi mà đánh nhau cầm cự với nhau ở miền Đông đó, thì quân đội Ukraine đã được các nước NATO và các nước Tây phương ủng hộ và yểm trợ về vũ khí. Mình thấy là tại cái vùng, cái việc thứ hai nữa, tại vùng Kherson đó là miền Nam đó, ngoài cái việc mà cùng dùng vũ khí của nghĩa là Tây phương đó, thì chúng ta thấy những cái chuyện mà quân đội Nga nghĩa là treo cờ trắng, bán xe thiết vận xa của họ, đầu hàng và bán xe. Thành ra quý vị biết ở đây nó có một cái chiến dịch mới nữa, là một cái xe tăng là bao nhiêu tiền, một cái thiết vận xa là bao nhiêu ngàn đô la. Và như vậy đó thì nó giúp cho nhiều người trong quân đội Nga đã đầu hàng và bán khí giới. Vì một một cái xe thiết vận xa ít nhất là nó cũng phải nửa triệu đô la, mà bây giờ là mấy anh là được 10.000 đô la là mừng lắm rồi, đầu hàng được có sự sống và nhưng mà lại có tiền nữa. Như vậy đó quý vị biết là ví dụ như là nếu mà đầu hàng một mang một cái xe tăng mà còn tốt đầu hàng lại đó, thì là quý vị thấy là 500.000 là mấy cái người trên xe tăng đó là được 500.000 đô la. Nhưng mà thật ra là cái giá trị của xe tăng nó tới 3-4 triệu đô la, thì tự nhiên như vậy đó là họ, đây là một cái việc mà họ
làm cho một tinh thần xuống của quân đội Nga xuống, hai là vấn đề dụ quân đội Nga bán lại những vũ khí, và vì vậy các người mà tướng hay là tướng lãnh của Tây phương họ nói đó, hiện giờ quân đội Nga đã nghĩa là phục vụ vũ khí cho quân đội, vì nhờ vậy mà quân đội Ukraine họ có nhiều chiến xa hay là chiến phần xa trước Dạ, tóm lại họ đó, thì tôi nghĩ có. rằng là cái tình hình về mặt chiến sự thì chúng ta cũng thấy đã khá rõ, và cái chuyện mà quân đội Nga phải bỏ chạy như thế nào vân vân đó, và cái thảm trạng mà như anh Quân vừa mới cho biết đó, thì tôi nhìn thấy rằng là nó sẽ đóng góp vào cái chuyện suy sụp của cái đạo quân này. Tôi muốn quay một tí về cái tình hình ở tại nước Nga, là vì qua cái cuộc thất trận ở tại Lyman và liên tục cho đến ngày hôm nay đó, thì cái phản ứng bất lợi cho Putin đó, nó đã diễn ra ở rất nhiều nơi. Và cái mà cụ thể mà chúng ta thấy được đó, thứ nhất về mặt truyền thông của nhà nước, đây là cái chuyện mà xưa nay chưa bao giờ xảy ra, và bất cứ những ai mà nói khác với cái điều mà nhà nước đưa ra đó là kể như là bị tù. Nhưng mà ngược lại thì chính ngày hôm nay chính những người làm truyền thông đó họ đang nói ngược lại với Putin. Và thứ nhất, thứ hai, ở ngay tại quốc hội của nước Nga cũng đã có bắt đầu có rất nhiều những tiếng nói chống lại cũng như là phê phán cái cuộc chiến này. Tôi muốn hai anh có thể chia sẻ một tí về cái mặt này để thấy được là Putin ngày hôm nay không phải chỉ đối diện với cái sự thất bại về mặt quân sự ở tại cái chiến trường ở tại Ukraine không mà thôi, mà hiện giờ vẫn phải đang đối phó với những cái khó khăn ngay tại trong nước. Xin mời anh Bình. Một vấn đề lớn nhất của bên Tây phương là không biết được cái đầu của Putin bây giờ, cái trạng thái tinh thần của ông tới đâu. Thì nó tương tự như là tình trạng của Hitler vào khoảng chừng cuối năm 1944, cuối Thế chiến thứ hai. Chung quanh là lúc đó thì chỉ có hai loại người. Thứ nhất là những người mà đồng ý Hitler và những người không đồng ý. Những người không đồng ý thì có hai loại, dám nói hay không dám nói. Thì chung quanh Putin bây giờ không biết là có ai, những người mà không đồng ý với ông chắc chắn là nhiều lắm, trong số đó có những tướng nữa, nhưng mà có ai dám nói thật với Putin hay không. Thì về từ Tây phương nhìn vô, mình có thể phải để giải quyết vấn đề, có lẽ là đây là lúc mà cần những người như là ông Erdogan chẳng hạn, những đặc sứ hay là Viktor Orbán nữa. Cái may của Putin bây giờ đó khác với Hitler trước đây là cũng còn có một số những đồng minh có thể vô nói chuyện được với ông, thì những người đó là phải bây giờ đến lúc này là phải đến Nga đó để lắng nghe, nghe thử coi cái tình trạng tâm thần và quan sát thử coi cái tình trạng tâm thần của Putin bây giờ như thế nào. Có thực sự là bị hoang tưởng hoàn toàn luôn không? Hay là vẫn còn một cái mà Mỹ nó gọi là a grip on reality, vẫn còn nhìn thấy được cái thực tế. Nếu nhìn được thực tế thì ông phải thấy là bây giờ cái chuyện tốt nhất của Nga đó là rút được đến đâu thì rút, bảo vệ qua lực lượng và lập ra một cái phòng tuyến và chuẩn bị tinh thần là sẽ giữ được cả chừng một nửa cái lãnh thổ bây giờ thôi. Giữ cái phòng tuyến đó để tạo cái thế gọi là ổn định phòng tuyến, bất phân thắng bại cái đã, rồi mới có cái chuyện để mà thương lượng. Nhưng bây giờ thì là thương lượng tìm cách tìm đường rút trong danh dự, mà phải có những người mà Putin tin tưởng được mà nói, dám nói chuyện đó với Đó là những người bên Putin, để nếu ngoài, không thế còn những người ở trong nước thì sao? Anh thấy trong mấy thời gian gần đây đó thì Putin chắc là cũng phải là điếc tai về những cái phản ứng ở trong quốc hội cũng như là trong các giới truyền thông của Nga. đúng ạ. Nhưng mà cái số đó thứ nhất là nó còn nhỏ, như trong quốc hội Nga cái số đó tương đối nhỏ, mà cho dù là đa số trong quốc hội có chống được thì cái đó quốc hội vẫn là ở cái vòng ngoài, truyền thông có những cái hiện tượng bị nứt rồi. Cái lực lượng quan trọng nhất là quân đội Nga và cái lực an ninh của Nga thì cho đến bây giờ chưa thấy có dấu hiệu gì họ bị nứt, và quân đội Nga mình có thể suy đoán như hầu hết những quân đội, những chuyện đã xảy ra trong các quân đội, ví dụ quân đội Đức và cuối Thế chiến thứ hai chẳng hạn, thì gần như là tất cả các tướng thì nhìn thấy được cái chuyện đó rồi, mà ít người dám nói với Hitler, và nói ra thì ít người gọi là làm được cái gì. Cho nên cần có những người, một vài vị tướng nào đó mà sau cùng nó có gan dám mà làm những chuyện mà cho đến bây giờ chưa ai dám làm. Anh Quân nghĩ sao? Tôi chỉ thêm vào cho phía anh Bình thôi, nhưng mà tôi lại nghĩ khác anh Bình tí ở chỗ nào. Quý vị biết là tới bây giờ đó, bao giờ người ta cũng nói là đây là một cuộc không phải là một chiến tranh, nhưng mà đây là một cuộc là
cái gì quân sự đặc biệt, một một gì một cái chiến dịch quân sự đặc biệt. quan chiến dịch đặc biệt, nhưng mà không ai dám nói hết, không ai nhúc nhích gì hết. Nhưng mà quý vị thấy là bây giờ mình thấy là những cái người mà ủng hộ ông Putin nhiều nhất đó, là lại đứng lên gọi là la lối các bộ quốc phòng. Thì mình thấy là trong đó đó nó có hai chuyện, không phải trách quốc phòng thì mình thấy là thường, nhưng mà mình thấy là trong một quân đội bình thường thì không có bao giờ mà nói là ông tướng này giỏi, ông tướng này dở, ông tướng này phe này, ông tướng này phe kia. Ví dụ mà cái ông mà gọi là ở phía ở Chechnya mà tố cáo ông Liman là tướng vùng ở trên Donetsk và Luhansk đó. Nói ông gì, ông đánh nhau ông tướng vùng mà ông ở một cách chiến trường 150 cây số thì ông ra lệnh cái gì? Nhưng mà cái đó không phải là chỗ đó là cái quan trọng. Cái quan trọng đó là ông tướng đó là phe ông Shoigu hay là không phe ông Shoigu, thì nó cho thấy là cái mà tới bây giờ mà ông Putin, Tổng thống Putin á, muốn là chia rẽ các nước NATO và chia rẽ thành phần bên Tây phương. Nhưng mà ngược lại, bây giờ mình thấy là cái gì? Cái đòn đó là trở ngược lại, thì chính ra những cái người ủng hộ ông Putin nhiều nhất là chia rẽ và tố cáo lẫn nhau. Tố cáo ông tướng này nghĩa là không đáng làm tướng mà chỉ cho ông một cây súng để ông đi bộ đi chân đất thì ra đánh nhau ở chiến trường. Thì nó cho thấy là mặc dù vì vậy mà lúc nãy đó tôi nói về những cái chuyện mà quân đội Nga ra đầu hàng, nhưng mà mình phải nói là quân đội Nga chưa có đầu hàng một cách mà lớn. Thường thường là những cái tiểu đội hay trung đội hay đại đội hay gì đầu hàng thôi, nhưng mà chưa có một cái vấn đề mà ra đầu hàng mà lớn. Nếu mà ra đầu hàng lớn đó, thì mình có thể thấy được là cái chiến dịch quân sự này đó thì nó vẫn, ai cũng thấy vấn đề tương lai của chiến dịch này nó không có, nhưng mà cái quan trọng đó nó không phải là chỉ vấn đề quân sự mà thôi, mà nó là cái vấn đề gọi là chính trị nữa. Tại sao? Tại bên Nga đó, nhiều người nhiều nước mà dám nói là các dân thiểu số ở nhà quê tại Nga là những cái người mà bị nghĩa là thiệt hại nhất, trong khi những cái dân mà gọi là ở Moscow hay là ở nghĩa là San Petersburg đó là những cái người có học thì họ đã chuồn đi rồi, họ đã đi qua bên 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 Phần Lan hay là họ đi qua các nước khác. Thì ở đây đó nó gây một cái rối beng về chính vấn đề chính trị mà chúng ta chưa có ai thấy. Tại Nga tới bây giờ ông Putin ông muốn kiểm soát rất là hay, nhưng mà bây giờ qua cái việc chiến dịch quân sự này thì mình thấy là ngược lại, Nga bị bị nghĩa là gọi là backlash và có gây nghĩa là xáo trộn về chính trị, mà đây là chuyện nó chưa từng thấy. Vâng. Và trở lại cái vấn đề này thì tôi thấy rõ là đúng là Putin ngày hôm nay đang phải đối diện, nghĩa là thù trong giặc ngoài. Tại vì quân sự ở Ukraine thì kể như là thua, và ở trong nước thì hiện giờ đang gặp nhiều chống đối. Cái việc mà trưng quân tạm thời đó, bán phần đó, nó đã gây ra một cái khủng hoảng trong người dân ở tại Ukraine. À xin lỗi, ở tại Nga. Tại vì lúc này thì chiến tranh nó không phải chỉ ở nông thôn nữa rồi, mà nó đụng vào ngay cả những dân ở thành thị và các thành phần trung lưu. Cho đến ngày thứ năm vừa qua đó, thì thưa quý khán giả, người ta tính ra đó có tổng cộng trên 700.000 người Nga đã rời khỏi nước Nga. Riêng Kazakhstan không đó, là đã có 200.000 người Nga đến Kazakhstan. Và chúng ta thấy ngay đó là đây là một sự mất mát rất lớn và nó làm rối loạn cả cái xã hội ở bên Nga. Chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi. Nhưng mà cái vấn đề còn lại ở đây tôi thấy là cái việc mà Putin đang hành xử ngày hôm nay đó, quả thật là anh ta đã dẫn nước Nga đi vào cái tử lộ, và cái ván bài sau cùng mà Putin còn có ở trong tay để có thể nghĩa là
hăm dọa thế giới hay là tống tiền thế giới đó là vũ khí nguyên tử. Chúng ta muốn dành một ít thời giờ nữa để nói về cái sự việc này, vì đây nó là một biến cố lớn, và nếu mà xảy ra đó thì nó sẽ xảy ra dưới những cái kịch bản nào, và lẽ dĩ nhiên Putin là cái tên độc tài, do đó anh ta cũng ham sống và sợ chết vì có tất cả quyền lực trong tay, cho nên không có dễ gì mà anh ta tự sát. Nhưng mà nếu chọn một cái giải pháp mà có thể dẫn đến chuyện tự sát thì cũng đó là cái chuyện ngu xuẩn. Nhưng người ta không hiểu được, giống như anh Bình nói, anh ta có thực sự sống ở trong cái thế giới này hay không, hay là anh ta sống trong thế giới hoang tưởng. Nhưng mà thế giới phải đề phòng. Nếu vậy thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra nếu mà Putin sử dụng vũ khí nguyên tử? Và đến đây thì tôi, đây là cái chuyện chúng ta dự đoán, và đây là cái chuyện mà thế giới các nhà quan sát hiện nay đang dự đoán. Thế thì mình có thể chia sẻ với quý khán giả hôm nay. Xin mời anh Bình. Bây giờ cái câu hỏi đó nó quá nghiêm trọng luôn. Cho nên các nước Mỹ và các nước Tây Phương bây giờ không còn là, đối với họ, những người lãnh đạo họ không thể ngồi đặt câu hỏi không được, mà họ phải đặt, chắc chắn là họ sẽ có những cái buổi họp và họ đặt ra một cái vấn đề liền. Putin nếu sử dụng một cái nguyên tử thì sẽ gì sử dụng trong những tình huống nào? Họ phải tiên liệu luôn chuyện đó, phải giả dụ như là chuyện đó sẽ xảy ra như là Putin đang muốn. Thì mình thấy có hai cái tình huống mà Putin có thể sẽ, một người như Putin nó sẽ dùng vũ khí nguyên tử. Thứ nhất, nếu mà bị đe dọa lật đổ chính quyền, cái đó là cái sự sống của họ. Nếu quân đội Ukraine tấn công qua Nga chẳng hạn, như là Mỹ đã từng tấn công qua Iraq, bao vây để mà đi sâu vào lãnh thổ Nga, thì Putin có thể sử dụng vũ khí nguyên tử. Đó là cái chuyện mà cả Tây Phương cũng biết, cho nên Ukraine họ cũng không muốn đụng đến vượt qua cái lằn ranh đỏ đó. Chứ bây giờ họ có khả năng, nếu họ muốn đánh vào nước Nga, họ đánh. Cái trường hợp thứ nhì có thể dùng là để gỡ một cái mối, một trong trường hợp một cái đơn vị lớn của Nga, ví dụ như một quân đoàn 49 thì hiện giờ Kherson, nếu họ bị cắt đứt đường hết, không có đường qua sông, chỉ còn cái trường hợp đầu hàng thôi, thì có thể Putin sẽ dùng vũ khí nguyên tử để gọi là gỡ cái danh dự cho quân đội Nga. Cho nên như vậy thì bên phía Ukraine và Tây Phương họ phải đặt ra hai tình huống đó và họ tránh tự xảy ra để cho Putin không bị đẩy vào đường cùng. Xa hơn nữa, vậy thì nếu Putin sử dụng vũ khí nguyên tử, bây giờ làm sao để ngăn ngừa? Thì Mỹ và các nước Tây Phương, đặc biệt là Mỹ, như trường hợp ông Biden và những người cố vấn của ông, chắc chắn họ đã ngồi xuống, họ phải quyết định ngay bây giờ. Nếu Putin dùng vũ khí chiến thuật thôi, bắn một cái hỏa tiễn cỡ khoảng chừng 50.000 kiloton TNT, 50 kiloton. Dạ, 50 kiloton. Thì cái phản ứng của Mỹ và các nước Tây Phương như thế nào? Họ sẽ chuẩn bị tinh thần để họ có phản ứng mạnh cỡ nào? Và một khi mà quyết định rồi đó, thì cái quan trọng nữa đó là họ phải nói rõ cho Putin biết luôn, đây là những gì sẽ xảy ra nếu ông dùng vũ khí nguyên tử. Tại vì vũ khí nguyên tử nếu mà không nói rõ đó, cái deterrence nó chỉ có hữu hiệu nếu mà mình nói rõ cho đối phương biết là chúng tôi sẵn sàng làm cái này và chắc chắn chúng tôi sẽ làm. Thì như vậy Putin nó sẽ biết được cái hậu quả để mà chuẩn bị. Chứ còn không thể nào bây giờ là lúc không thể mà mập mờ nữa. Cái mập mờ chiến lược bây giờ không còn nữa. Nếu họ không nói công khai thì chắc chắn họ phải nói qua những cái trung gian để cho Putin biết trước. Đây là những... Và trường hợp Putin nếu còn tỉnh táo thì ông cũng phải nói rõ, đây là cái lằn ranh đỏ của tôi nè. Những trường hợp này á, thì tôi sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử để nó đừng xảy ra. À, thì hai bên phải hiểu nhau. Và một khi đã nói là phải làm. Cái đối với người dân mình như mình đó, thì nhưng mà làm á, rồi nó sẽ leo thang đến đâu thì đó là cái giai đoạn kế tiếp nữa mà chưa dám nghĩ tới. Tôi thấy là cái câu trả lời của ông tướng 4 sao mà cựu giám đốc của CIA đó là ông Petrus đó, nó trả lời tất cả các cái kịch bản có thể xảy ra. Ông ta nói cái gì? Mặc dù ông ta nói ông mở dấu ngoặc, mặc dù chúng tôi không có nói, tôi không có nói riêng chuyện với lại ông Sullivan là cố vấn an ninh của Tổng thống, nhưng mà quý vị đều biết là bao giờ cũng vậy, Tổng thống Biden đã lên 60 Minutes và nói đừng có sử dụng vũ khí nguyên tử, tại vì quý vị sử dụng thì quý vị sẽ bị nghĩa là những cái hậu quả rất là nặng. Thì ở đây đó, dưới cái hình thức này đó, ông Petrus ông trả lời là gì? Nếu mà sử dụng vũ khí nguyên tử đó thì hạm đội Nga tại biển Đen đó sẽ bị dẹp hoàn toàn. Nói thẳng như vậy.
Thì như vậy đó là quý vị thấy là kịch bản đầu tiên, nếu mà Nga sử dụng mà dọa trên vấn đề trên biển hay gì đó thì hải quân Nga sẽ bị đè bẹp, nói rõ ràng như vậy. Cái thứ hai nữa, nếu mà quý vị mà bắn vào một cái trung tâm tại Ba Lan, tại vì Ba Lan bây giờ là cái hậu cần của quân đội Ukraine là nằm ở Ba Lan, mà nếu mà quý vị mà bắn vào Ba Lan đó thì là NATO sẽ bảo vệ Ba Lan từng thước một, từng inch một. Quý vị thấy là kịch bản thứ hai rồi đó. Mà kịch bản thứ ba nữa, nếu mà ông bắn vào một chỗ nào như là anh Bình nói là tại Kherson đó, cái đầu tiên đó là quý vị biết là nếu mà quý vị bắn vào Kherson đó là quân đội Nga cũng dính luôn, chứ không có phải là chỉ có quân đội mà gọi là của Ukraine thôi. Mà cái thứ hai nữa là ông ta cũng trả lời là quân đội Ukraine cũng không dài mà tập trung ở một chỗ để quý vị bắn, thì ít nhất đó là ông Petrus, ông tướng Petrus 4 sao đó, là cựu giám đốc của CIA đó, ông ta cho biết là ba kịch bản ở trên đất bắn vào và mà một đồng minh của một cái hậu cần của Ukraine thì NATO sẽ đứng lên và trả lời. Cái thứ hai nữa, nếu mà quý vị nhúc nhích ở Biển Đen đó thì quân đội của quý vị tại Biển Đen đó, hải quân Nga tại Biển Đen sẽ bị đè bẹp. Cái thứ ba nữa, nếu mà ném vào ở trên chiến trường đó thì quý vị sẽ bị nhiều cái lực lượng đó. Nhưng mà cái chót là ông ta nói gì quan trọng, rất là quan trọng, mà để ý từng câu hỏi đó, thì ông nói nếu mà Nga sử dụng vũ khí nguyên tử thì quân đội NATO, một mặc dù Ukraine không phải là NATO, quân đội Hoa Kỳ và quân đội của NATO sẽ phải dính vào, và sẽ tất cả quân đội, tôi nhắc lại, quân đội Nga tại Ukraine sẽ bị quân đội Hoa Kỳ đè bẹp. Đó là không phải là Nhưng mình tôi phải đâu. lưu ý ông Petraeus thì Hả? ổng là một tướng nhưng Đúng. mà hoàn toàn không có trách nhiệm đối với một người lính nào hết, cho nên ổng có Không. quyền ổng nói những cái điều mà ổng mong muốn, Không, phải ông về hưu rồi, không? ông Đúng về hưu rồi. rồi. Còn Đừng tổng có thống quên đó. Biden thì lại là chuyện khác. Đúng Tổng rồi. thống Biden thì Tôi là phải có xin cái lỗi, tôi bổn xin phận. lỗi cho anh Bình chỗ Dạ, này ông nè. Petraeus là tướng về hưu. Tôi nghĩ Tôi nghĩ thế này anh, tôi không, nghĩ là ông mình hồi khoan xưa khoan đó, khoan. ông ta đã là số 1 tại Iraq. Đúng Tôi vậy, nhắc cái nhiều chuyện lần chứ đó. không phải là Nhưng không bây giờ ổng không đâu. có trong cái vai Ông trò trách ta nhiệm là ạ. tổng tham mưu À. tại Iraq và Như ông thế tổng này, tham mưu mình tại 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 tôi tại nghĩ tại rằng là cái nhận Afghanistan xét thì là của người ta Petraeus đã đó tham nó chiến, có chứ cái không giá phải là trị nhất định của nó. chỉ Tôi nghĩ có rằng cái chuyện lễ đó nó nghi là lễ. đúng. Ngoài ra nó mình cũng không thể loại trừ, khi mình nói tới cái chuyện gọi là vũ khí nguyên tử đấy, thì chúng ta chỉ đang nói ở đây là về mặt chiến thuật thôi chứ không phải là chiến Đúng, lược. và chỉ nói Và khi là nói thì chiến thuật đó mà giống như anh Bình nói là khoảng 50 kiloton đó, thì nó gấp gần 4 lần cái quả bom nguyên tử ở tại tại Hiroshima. Hiroshima, vâng. Và Hiroshima là một lần ném xuống đó, nửa ngày sau là 70.000 người chết. Cho nên nếu mà 50 kiloton ở tại Ukraine đó, thì thương vong ngay lập tức có thể trên 100.000. Đó là mình chưa nói những cái nơi khác nhé. Thành thử đây nó là một vấn đề lớn. Nó có một số cái kịch bản mà có một số các nhà chuyên gia về quân sự họ nói đó. Có thể Putin chưa thực sự dám dùng nguyên tử ở trên cái trận chiến này, nhưng mà anh ta muốn cho thế giới biết đó là tôi có thể dùng nguyên tử bằng cách là anh ta cho nổ bom nguyên tử ở tại Biển Đen. Tức là nó không hề giết ai cả, nhưng mà để thấy được là hey, trò chơi này tôi có cái chìa khóa trong tay, tôi cho các anh biết là tôi có thể làm được ở Biển Đen, thì tôi có thể làm ở tất cả mọi nơi. Đấy là một cái chuyện mà tôi nghĩ rằng là mình cũng phải lưu ý. Sau đó là đến Ukraine, kế nữa là đến Ba Lan, vân vân. Tóm lại, đây nó là một vấn đề phải nói rằng hết sức là lớn đối với toàn thế giới. Và khi mà đã có những cái cuộc leo thang như thế này đó, thì khó ai có thể lường được là cái vòng xoáy này nó sẽ tục đi về đâu. Là vì nếu Putin là một cái anh mà anh nổi cơn điên đó, thì không ai có thể biết được anh ta sẽ làm gì. Cho nên đấy nó là những cái sự kiện mà mình phải lưu ý. Bên cạnh đó đó, không thể một mình Putin thò tay ấn cái nút là mọi chuyện đã xong. Anh ta cần rất nhiều người xung quanh để thực hiện cái việc này. Các tướng lãnh, những cái người mà trách nhiệm,
chưa chắc gì những người đó họ sẵn sàng họ nghe lệnh của Putin vào cái giờ chót. Cho nên nó còn rất nhiều những cái yếu tố mới chúng ta phải chờ xem. Nhưng tóm lại, thưa quý khán thính giả, cái câu chuyện của Ukraine đó, nó đã không chấm dứt ở tại đây đâu. Và chúng ta biết trong thời gian trước mặt đó, nó sẽ còn nhiều vấn đề nữa. Và chúng ta chỉ mong rằng là nếu Ukraine nói riêng và thế giới nói chung tìm được cho Putin một cái lối thoát danh dự mà đóng ngoặc kép để mọi chuyện nó trở nên êm thấm thì đó là có lẽ là trường hợp tốt nhất của cả thế giới. Còn nếu không, không ai có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ chúng ta phải bước sang một cái vấn đề khác. Thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa nói đến một cái hội nghị thượng đỉnh nó xảy ra vào cuối tháng rồi ở tại Hoa Thịnh Đốn, là một cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa 14 quốc gia ở cái đảo quốc Thái Bình Dương cùng với lại Hoa Kỳ, và nó đã diễn ra trong 2 ngày. Đây nó là một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể không quan tâm vì nó ảnh hưởng tới cái khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và chúng ta lại biết là Trung Cộng đã thò tay vào khu vực này và đã ký kết với lại quốc đảo Solomon. Cho nên mình hiểu rằng đây nó là vấn đề mà nếu không ngăn chặn kịp thời thì tất nhiên là Hoa Kỳ có thể mất hẳn cái khu vực này. Bây giờ để nói về cái tầm quan trọng của nó và đề cập tới cái hội nghị này cũng như là những cái sự đồng thuận diễn ra như thế nào đó, thì tôi xin mời anh Bình có thể chia sẻ đến quý khán giả về cái tin tức này. Đây là cái hội nghị đầu tiên ở cấp thượng đỉnh giữa Mỹ và các quốc gia Thái Bình Dương. Từ khoảng 10 năm nay thì, và nhất là trong cái năm 2022 vừa rồi, thì cái miền Tây Thái Bình Dương nó trở thành cái trận địa mới để tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc, vì bên Trung Quốc bây giờ leo thang lên quá. Cho nên cái hội nghị này được diễn ra ngay tại Washington. Biden đã mời các lãnh đạo các quốc gia quần đảo Thái Bình Dương đến để đối phó trực tiếp với Trung Quốc thôi, chứ không thể che giấu được cái chuyện đó. Tuy là nguyên cái hội nghị trong ngày 29 và ngày 30 vừa rồi thì chỉ nhắc đến Trung Quốc vài ba lần thôi, và nhắc khéo nữa, nhưng mà ai cũng biết là Trung Quốc là cái lý do chính mà có cái hội nghị đó. Và các quốc gia ở vùng Thái Bình Dương thì họ biết quá, thành ra bây giờ họ được giá, họ đang nằm trong cái vùng kể là đối tượng của cả Mỹ và Trung Quốc. Trong 13 nước mà đến dự đó, thì cái nước mà phải nói là gây ra rắc rối nhiều nhất đó là Solomon Island. Họ nằm ở cái vị trí mà nó ngay giữa cái vùng Tây Thái Bình Dương luôn, và là cái nước mà thân Trung Quốc nhất. Bên Trung Quốc chọn Solomon Island để đầu tư cũng có lý do. Cho nên trong cái hội nghị này thì cái gây cấn lớn nhất là Solomon Island có chịu tham gia vào cái nhóm hợp tác này không, cho đến giờ chót luôn. Đây là bức hình mà mọi người gọi là chụp để làm kỷ niệm. Cái nét chính của thành quả chính về mặt kinh tế trong hội nghị này là Mỹ hứa sẽ viện trợ cho 810 triệu đô la cho cả 13 nước để giúp họ chống lại chuyện biến đổi khí hậu, giúp họ phát triển thêm cái mạng lưới Internet trên các đảo, ở đảo là vấn đề hạ tầng cơ sở quan trọng. Con số 810 triệu thì so với 13 nước thì chia ra mỗi nước khoảng chừng 70 triệu. Số nó quá khiêm tốn trong cái thời buổi mà lạm phát này. Cho nên chắc chắn là những tổng thống và thủ tướng những nước này họ cũng thất vọng, họ cũng mong là chục tỷ đó, thì đó là vấn đề của Mỹ phải có một cái gì thêm nữa, chứ còn 810 triệu này không thì sẽ không cách nào mà theo kịp với Trung Quốc. Tôi hơi khác anh Bình tí. Tôi là tại vì có mấy ông bạn đó, làm ở đó, làm hồi trước đó anh ta là gốc Ấn Độ, mà trước đó làm một World Bank với tôi, và hiện giờ đã thành nghĩa là số 2 ở một trong những cái mười mấy nước ở đó. Nhiều nước nó rất là nhỏ, nhiều nước nó chỉ có vài ngàn người thôi, chứ không có phải là vì vậy đó. Khi anh Bình nói là 810 triệu, đúng, ít thật nếu mà mình so với một nước bình thường. Nhưng mà ở 17, 13, 14 nước đó, đó chưa có nước nào mà trên 100 ngàn người hết đó. Tôi phải nói như vậy, mình phải đặt ra cái trọng lượng của mỗi đảo. Mà tại sao nó quan trọng? Nó quan trọng không phải là cái số người ở đó, nó không phải số người, nhưng mà nó quan trọng về vấn đề chiến lược, về vấn đề mà có thể quân đội hay hải quân của Trung Quốc có thể ghé được ở đó hay là không. Chúng ta phải nhớ đó, trong đệ nhị thế chiến đó, khi mà muốn tiến gần tới Úc Châu đó, thì quân đội hoàng gia Nhật đó
đã phải nhảy từ đảo này qua đảo này tới đảo này để tới gần Úc. Và những cái đảo này nó rất là nhỏ, rất là nhỏ. Thành ra ở đây đó, tôi khác biệt tí tí thôi, nhưng mà nó có một cái là cái cuộc họp thượng đỉnh tại Washington đó, nó đã đánh dấu hai cái chuyện quan trọng. Là quý vị, rõ ràng là ông Bộ trưởng Ngoại giao của Solomon nói đó, chúng tôi không muốn theo Hoa Kỳ hay theo Trung Quốc, chúng tôi là ở giữa, chúng tôi không muốn chọn. Rõ ràng như vậy. Quý vị biết đó, là mấy cái đảo đó rất là nhỏ, thành ra nó không có đủ người đâu, không có đủ những cái, nhưng mà cái quan trọng là về vấn đề chiến lược thì có hai chuyện nó xảy ra. Vì vấn đề mà cạnh tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì lần đầu tiên Hoa Kỳ mới đặt các đại sứ, các sứ quán tại mấy cái sứ này, tại vì nó quá nhỏ, nó quá nhỏ. Vì vậy đó, lần đầu tiên chúng ta có một ông đại sứ cho tất cả cái vùng này, và đặt một số sứ quán hay tại một số đảo ở trong vùng này. Đó là cái chuyện đầu tiên. Cái thứ hai đó là được không những Hoa Kỳ chú ý, nhưng mà quý vị biết đó, đây là sân chơi của Úc, đây là nằm trong sân chơi của Úc. Mà khi Solomon đã bắt đầu ký kết với lại Trung Quốc đó, thì Úc cũng không không phải chỉ có Hoa Kỳ, mà Úc cũng giật mình và đã thức dậy là những cái hòn đảo này rất là quan trọng, chứ quan trọng về chiến lược chứ không phải là về vấn đề mà kinh tế nó không có gì, chỉ có đánh cá thôi. Mình nhìn vào cái bản đồ này đó, đây là bản đồ của vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia quần đảo Thái Bình Dương. Thì đây cái diện tích lãnh thổ họ không bao nhiêu, và tổng số dân số bao nhiêu quần đảo này khoảng trên 2 triệu. Nhưng mà nhìn vào cái vùng đặc quyền kinh tế của họ đó, thì cái biển nó lớn gấp 3 lần lục địa nước Úc. Cho nên 13 nước này là một cường quốc lớn nhất trên biển, nếu mà tính chung lại. Và không biết là bao nhiêu là tài nguyên ở dưới mặt biển thôi, đó là hải sản, cá và hải sản. Dưới lòng biển, dưới đáy biển là dầu khí, bao nhiêu là thứ kim loại. Cho nên nếu để giữ được ảnh hưởng ở trong cái vùng này mà cần phải chia 20 tỷ đô la thì có lẽ cũng đáng cho ngân sách của Mỹ. Và Trung Quốc thì họ sẵn sàng chia 10 tỷ đó, để chứng tỏ được cái giá trị của nó. Cho nên con số 800 triệu nó lớn hay không thì mình cứ chia ra khoảng 2 triệu dân, hơn 2 triệu dân của những cái quốc gia đảo quốc này, tính ra mỗi người có 400 đồng. Thì đó là cái bài toán mình không thể nói ra cho mặt ngoại giao, nhưng mà tất cả những ông lãnh tụ đều có một bài toán. Tức là lúc họ có chuyên viên và tránh đi theo họ thì tính ra mỗi người 400, giống như một cái check cứu trợ của tiểu bang California thôi. Tôi nghĩ cái nhận xét của cả hai anh đó, nó đều có cái điểm, cái cách nhìn của chúng ta đến cái khu vực này. Bây giờ chúng ta lùi lại để xem đó, thì quả thật hồi đệ nhị thế chiến thì đây là những cái quốc đảo mà Hoa Kỳ đã từng đặt căn cứ hải quân ở đây. Nhưng mà rồi sau đó mấy chục năm sau đó, thì hoàn toàn các nước này đã đi vào quên lãng dưới cái radar của Mỹ. Họ không có quan tâm lắm, và thực sự cũng sẽ không quan tâm nữa nếu mà Trung Cộng không thò tay vào. Đúng. Và sau khi mà Trung Cộng thò tay vào và ký kết với Solomon đó, thì giống như anh Quân nói đó, Mỹ bắt đầu thức tỉnh, và kể cả Úc nữa. Trong cái hội nghị vừa rồi đó, hai quan sát viên là Úc và Tân Tây Lan đều có tham dự. Và cái điều đó cho thấy là đây nó là vấn đề lớn, chứ nó không còn là nhỏ. Và nếu xét về tài nguyên như anh Bình nói thì là chính xác, nhưng mà về mặt địa chính trị đó, nó cũng quan trọng không kém. Vì vị trí của nó nằm ngay sân sau của Úc, và đồng thời nó kiểm soát một cái vùng biển khá lớn. Vì vậy cho nên chúng ta đều thấy rằng là đã đến lúc, tuy hơi chậm, nhưng mà Hoa Kỳ đã làm được một cái việc mà tôi cho rằng là cần thiết vào lúc này. Tại vì nếu không đó thì Trung Cộng nó sẽ thò tay là nó làm hết. Rất may là khi mà Vương Nghị đi sang bên đó vào tháng trước nữa đó, thì rõ ràng là đã không thuyết phục được các quốc gia còn lại. Cũng có những cuộc gặp gỡ vậy, nhưng mà chỉ có mình Solomon ký thôi, còn ngoài ra tất cả các quốc gia khác họ đã không làm. Cho nên đấy nó cũng là một cái điều may mắn. Và ngày hôm nay đó, thì qua cái kết quả của cuộc họp đó, nó đã đến được một số những cái thỏa thuận chung, và tôi cho rằng đây nó là quan trọng. Ít nhất là về cái mặt thiết lập được cái mối quan hệ. Ngoài ra đó, thì
chúng ta đều biết về mặt quân sự nó cũng có cái vị trí nhất định của nó. Thì ba cái quốc đảo đó là Marshall, Palau và Micronesia đó, thì họ đã đồng ý là thỏa thuận với Hoa Kỳ trong cái việc nhận một số những cái viện trợ giúp đỡ vân vân, và đồng thời sẽ để cho Hoa Kỳ xây dựng các cái căn cứ quân sự ở tại ba quốc đảo này, và đồng thời trao luôn cả cái quyền tư khước tiếp cận của các quốc gia khác. Nói một cách khác thì đây nó là giống như một exclusive deal với lại ba quốc gia này. Thì nếu về mặt quân sự mà xét đó, thì ít nhất là Hoa Kỳ cũng thành đạt được một mặt. Nhưng điều mà tôi nghĩ rằng là cả anh Bình lẫn anh Quân đều nói tới đó, Hoa Kỳ cũng phải làm sao cho nó tới nơi tới chốn, là vì mình đang cạnh tranh một cái thằng là cái thằng rất là ngoan, nghĩa là rất là phải nói rằng là lưu manh trong cái chuyện đối ngoại, đó là thằng Tàu. Mà nếu mà chúng ta không khéo đó thì nó sẽ dùng tiền nó mua đứt hết tất cả các cái quốc gia còn lại. Và vì vậy có lẽ theo tôi nhìn, tôi có thể đồng ý với anh Bình, 700-800 triệu chẳng nghĩa lý gì cả cho đến một cái vấn đề lớn của cái khu vực này. Hy vọng là từ giờ đến cuối năm họ sẽ lại có tiếp tục những cái cuộc thương thảo nữa để mà tiến hành cái thỏa thuận chung đó đó. Thì lúc đó may ra là có thể nó sẽ dẫn đến cái chuyện là thêm một số những cái đầu tư mới vân vân, và như vậy thì có lẽ các quốc gia đó họ cũng cảm thấy yên ổn hơn. Tại vì nếu mà không đó, thì cái anh Tàu lưu manh anh sẽ đến anh mua đứt tất cả những cái quốc gia còn lại. Đấy là cái câu chuyện mà chúng ta nói đến liên quan tới cái vị trí của các quốc đảo ở phía Nam Thái Bình Dương. Tiếp theo đây thì thưa quý khán giả, chúng ta phải bước sang một cái sự kiện nữa. Cũng thế, vì cái tình hình ở tại Ukraine cho nên trong 2-3 tuần lễ vừa qua đó, nó cũng đã có một số những cái biến cố xảy ra ở tại cái vùng Đông Bắc Á mà rõ ràng là ít người để ý tới. Bà Phó Tổng thống Harris đã có một cái chuyến công du ở bên Nhật Bản, qua bên Nam Hàn, và đương nhiên là nó lại có một những sự kiện khác là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nam Hàn cũng đã có những cuộc tập trận hải quân lớn ở tại cái khu vực biển này. Nào, vấn đề ngày hôm nay thưa quý khán thính giả đó là Bắc Hàn, cái anh Chí Phèo Kim Jong Un đó, anh ta đã làm một số chuyện mà có lẽ là nó đã khiến cho thế giới lại phải nhướng mắt lên. Anh này thì có lẽ là thích được cái sự chú ý của mọi người, và vì vậy cho nên đã bắn rất nhiều hỏa tiễn, và đây là cái sự kiện mà tôi cho rằng chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì trước tiên là xin mời anh Quân cho biết là chuyện gì xảy ra trong vài tuần lễ vừa qua thưa anh. Quý vị biết là trong muốn Bắc Hàn luôn luôn có hai ngụ ý chính, họ luôn luôn muốn cả thế giới và nhất là Hoa Kỳ phải công nhận là họ có khí giới nguyên tử, họ là một cường quốc nguyên tử. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa, không phải có nguyên tử là xong, thì họ có hỏa tiễn để bắn được các nơi. Thì gần đây đó Bắc Hàn đã bắn một, nghĩa là nhiều hỏa tiễn, trong đó có một hỏa tiễn bay qua, hỏa tiễn điện đạo bay qua nước Nhật. Do đó nước Nhật cũng phải, nghĩa là cả nước phải giật mình, và Nhật phải nói là khi mà bắn qua đó thì là quý vị xuống, nghĩa là hầm trú ẩn, để nghĩa là để tránh những cái việc gì nó có thể xảy ra mà cái là không tốt không hay. Thì ở đây nó là cái gì, sau khi mà gọi là có tổng thống mới tại Nam Hàn, thì mình phải nói là tổng thống mới ông này thân về Hoa Kỳ nhiều hơn và đã có cuộc tập trận. Trước đây đó dưới thời ông Moon đó, tổng thống Moon đó, thì nghĩa là các cuộc tập trận với Hoa Kỳ đó nó được giảm và không có lớn như bây giờ. Thì bây giờ Nam Hàn đã có những cuộc tập trận mà gọi là lớn hơn, và quý vị nhớ là có cả hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ tới Nhật, tới Busan. Tới Busan nghĩa là miền nam của Nam Hàn đó. Và khi mà Bắc Hàn bắn những cái hỏa tiễn để cho cả thế giới chú ý đó, thì ngược lại Nam Hàn cũng bắn nhiều cái hỏa tiễn nữa để cho họ thấy. Nhưng mà thật ra đó, quý vị biết đó, Nam Hàn hơn Bắc Hàn rất là nhiều, họ có thể làm khí giới nguyên tử
tích tắc có thể làm được, chứ không phải không. Đừng có quên Nam Hàn có 28 nhà máy điện, nghĩa là phát điện nguyên tử, chứ không phải là ít. Nghĩa là họ có một cái nghĩa là trình độ về vấn đề nguyên tử rất là cao, nhưng mà vì những cái giới hạn giữa Nam Hàn và Hoa Kỳ cho nên Nam Hàn không có thể làm thế giới hạt nhân được. Tôi muốn mở một cái dấu ngoặc là dưới thời Tổng thống Park Chung Hee đó, Nam Hàn cũng đã có ý định làm khí giới nguyên tử rồi, nhưng mà bị quanh phu ra, do đó là cái chuyện nó không thành. Nhưng mà dù muốn dù không đó, Bắc Hàn hay Nam Hàn cũng đều muốn có khí giới nguyên tử hết. Một bên là họ đã thử khí giới nguyên tử rồi, nghĩa là Bắc Hàn, một bên là Nam Hàn phải chấp nhận những cái nghĩa là thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn, do đó họ không có khí giới nguyên tử mà thôi. Nhưng mà quân đội Nam Hàn không phải là dở đâu về cái chuyện đó, nhưng mà dù muốn dù không đó, thì bây giờ nó có cái gì? Trong thời buổi ông Trump đó, thì là ông Kim Jong-un đó, anh Việt nói là anh chí phèo của Bắc Hàn đó, thì muốn có quan hệ đặc biệt với Tổng thống Trump. Nhưng mà bây giờ đó, thì sau khi ông Tổng thống 45 xuống rồi đó, thì cái chính sách của Tổng thống Biden rất là khắt khe đối với lại Bắc Hàn, cũng bị cấm vận, cũng tiếp tục cấm vận, cũng tiếp tục bị trừng phạt, cũng tiếp tục nhiều chuyện mà còn hơn kỳ trước nữa. Do đó ở đây đó, khi mà Bắc Hàn mà bắn hỏa tiễn đều đạn, nó có hai lý do. Một, có thể là họ sửa soạn, nghĩa là thử vũ khí nguyên tử, đó là một. Những cái điều này là đều Liên Hợp Quốc đều cấm hết, nhưng mà họ vẫn làm. Cái thứ hai nữa là để muốn nhắc lại, tôi còn đây, tôi còn có mặt ở đây, quý vị đừng có quên nha. Mặc dù có quên hay không, đừng có quên, tôi còn ở đây. Và quý vị thấy không, mà có một cái chuyện mà ai cũng nói đấy, tình báo Hoa Kỳ có nói là Nga có mua đạn dược của Nam Hàn, của Bắc Hàn, nhưng mà chính Bắc Hàn nói chúng tôi không có bán. Nhưng mà cái chuyện này nó là phải, nghĩa là cũng như Iran nói chúng tôi đâu có bán, nghĩa là máy bay không người lái đâu, nhưng mà họ bắn hạ tại 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 Ukraine nhiều cái máy bay không người lái. Thì ở đây đó, tôi nghĩ là đây là một cái ván cờ của Bắc Hàn để nói là Bắc Hàn còn đây nghe không, quý vị nên bỏ cấm vận, nên bỏ trừng phạt thì mới xong được. Thì hai cái chuyện này nó còn sẽ phải kéo dài dài, vì Bắc Hàn đó, mấy chục năm rồi họ muốn cả thế giới công nhận là họ là cường quốc nguyên tử và họ có khí giới nguyên tử. Thành như đừng có quên là cái là tại Bắc Hàn với Nam Hàn đó là chưa có một cái là thỏa hiệp, nghĩa là ký kết giữa Nam và Bắc, mà chỉ có một cái thỏa hiệp là ngưng chiến mà thôi, chứ không phải là hết chiến tranh. Do đó họ lúc nào cũng muốn nhắc cho thế giới thấy là cuộc chơi nó như vậy, không phải là dễ dàng mà quên chúng tôi đâu đó. Vâng, cảm ơn cái phần phân tích vừa rồi của anh Quân. Quả đúng như vậy, thưa quý khán giả, cái cuộc mà ngừng bắn nó gọi là cái thỏa thuận về đình chiến thôi giữa hai miền Nam và Bắc tại Triều Tiên đó, chứ còn thực ra thì hai bên vẫn là trong cái tình trạng chiến tranh. Và chúng ta cũng không nên quên rằng đó là cái vùng phi quân sự biên giới giữa hai nước đó, thì hiện nay có 30.000 quân của Hoa Kỳ đang đóng ở đó. Cho nên đây nó là cái sự kiện mà nếu có xảy ra bất cứ chuyện gì đó thì Hoa Kỳ trực tiếp can dự vào, mình thấy rõ rồi. Quay trở lại cái điểm mà hồi nãy anh Quân nói đấy, thì tôi rất là tâm đắc trong cái chuyện là việc sở hữu vũ khí nguyên tử đó, nó là một cái điều phải nói rằng là vô cùng nguy hiểm nếu mà Bắc Hàn có thể có được cái chuyện đó. Và liệu họ có hay không thì cho đến giờ phút này đó, nhiều người nghĩ rằng là với cái trình độ thử nghiệm đó thì nó sẽ đến. 5 năm trước họ đã thử một lần, và dự trù theo như là các nhà quan sát tiên đoán đó, thì có thể trong tháng 10 này, khi mà Trung Cộng
có cái đại hội đảng vào trung tuần đó, thì chắc là nó sẽ có một cái vụ thử nguyên tử để mà làm quà chăng cho Trung Cộng. Có cái điều mà tôi cũng nghĩ rằng là đây nó là con dao hai lưỡi. Bắc Hàn được chống lưng bởi Trung Cộng, cái đó ta biết rất rõ. Nhưng Trung Cộng cũng không hề muốn Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử. Bởi lẽ không có ai có thể kiểm soát được cái anh Chí Phèo này. Và nếu mà có vũ khí nguyên tử đó, loạn quạng nó lại hướng về Bắc Kinh đó, thì là Trung Cộng lại mệt. Cho nên kiểm soát Bắc Hàn không phải là chuyện đơn giản. Đấy nó là cả một cái vấn đề mà tôi cho rằng là cái mối tương quan giữa Bắc Hàn và thế giới ngày hôm nay đó, nó khá là phức tạp. Chúng ta sẽ chờ xem cái mức độ leo thang trong thời gian sắp tới nó sẽ như thế nào, và liệu cái tình hình này nó sẽ được giải quyết đến đâu. Là vì giống như anh Quân nói, quả đúng, đây nó là chuyện từ lâu rồi, lâu lâu lắm rồi chứ không phải bây giờ nó mới bắt đầu đâu. Và vì thế mỗi lần có cái sự kiện như thế này thì đều nhắc nhở cho chúng ta biết rằng cái hiểm họa đó nó vẫn còn nguyên đó, và nó có thể trực chờ để bùng nổ thành một cái vấn đề lớn của cả thế giới, hay ít nhất cũng là ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Xin cảm ơn anh Quân, cảm ơn anh Bình, anh cũng lại vừa mới chắc là bị trở ngại trong cái đường truyền. Chúng tôi kính thưa quý khán giả, chúng tôi xin chấm dứt cái chương trình hội luận ở đây. Xin kính chào tạm biệt cùng toàn thể quý vị. Xin cảm ơn anh Bình, anh đã quay lại đúng lúc chúng tôi bắt đầu chào và mong rằng là non một tiếng vừa qua, tất cả những cái tin tức, những cái thảo luận, những cái chia sẻ của anh em chúng tôi cũng không ngoài mục đích là để gửi đến cho tất cả quý vị những cái chất liệu để chúng ta có thể tiếp tục suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra xung quanh chúng ta. Mong rằng là chiến thứ ba nó sẽ không đến. Mong rằng là cái chuyện mà Putin liều lĩnh sử dụng vũ khí nguyên tử dù là chiến thuật nó sẽ không xảy ra. Vì nếu không, tôi e là cái vòng xoáy này nó sẽ không có điểm dừng, và lúc đó thì tất cả mọi người trên thế giới này sẽ bị ảnh hưởng, và cái hành tinh này có lẽ nó sẽ không còn tồn tại. Mình không dám nhìn vào cái sự kiện đó nữa vì tôi thấy rằng nó quá lớn, nhưng ít nhất chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của những gì đã và đang xảy ra ngày hôm nay ở tại Ukraine, ở tại nước Nga. Một lần nữa xin là kính chào sự theo dõi của tất cả quý khán giả, kính chào tạm biệt và xin hẹn với tất cả quý vị vào chương trình kỳ tới.